Đây nha anh em, sau khi vượt chặng đường là gần 200 cây số, mình đã rước hai con bét quái vật này. Ở đây là con bét nhỏ là con đực, ở đây là con bự này là con cái. Thì là thanh niên này là được 2 tháng tuổi, còn thanh niên này thì được hơn 3 tháng tuổi. Thì tình hình là thanh niên này thích lái máy bay và già nha anh em. Hai con này là khác mẹ đó. Thì bây giờ là sau một chặng đường dài chạy bằng xe máy thì em này có vẻ phờ phạc đang phê, còn em này thì có vẻ vẫn trẻ trâu sức mạnh đó. Đây là chìa khóa này. Khó nuôi nha các bạn. Quay ngang ra. Con có đen xong rồi. Nhanh rồi. Anh ơi, đây. Đây ăn này. Ăn ăn đi. Đó, quay sát rồi. Đây cho mày cục này đủ. Mày ăn nè cho cục này. Nè. Cho một cục này. Thèm hả? Ready đang ăn. Ai cho mẹ ăn đây ta? Tôm, cho con ăn. Mẹ đang bị ốm nha. Nhìn cái gì? À, nó nhìn là ôi tiền đâu nhiều.
biết bé đang ý định làm gì đây. Bên kia là hồ cá nha các bạn, chắc là mon men là đòi ăn thịt cá. Để xem nó làm gì nha các bạn. Đi lung tung. Bé Jerry của mình bị ốm rồi, đang bị cảm, đang bị cảm mắt mấy mũi nó bị đỏ nè các bạn. Giờ là mình sẽ dắt nó đi Nha Trang và khám bệnh cho nó, chắc là cho nó nhập viện luôn. Nó bị ốm rồi nha mọi người, mặt phê rồi, cũng bị cảm rồi. Đang trên đường đưa nó ra bác sĩ cho nó nhập viện. Bây giờ đang được lại đủ sáng nha mọi người. Đó, mình đã bị cúm rồi. Rồi mình đã đưa nó đi
làm bác sĩ. Đang bị ốm nha mọi người. Nhìn em tội quá. Nằm rồi. Đây nó bỏ ăn từ sáng rồi.